Nếu các bạn vẫn nghĩ rằng chúng tôi là những cái gạt giò thì các bạn đúng rồi đó, lần này chúng tôi sẽ gạt hết. Lần đầu tiên một giải đấu mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và Phong Vũ Polo là đại diện duy nhất của VCS. Em cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Và trong giải đấu lần này, tôi muốn thể hiện sức mạnh của VCS không thua kém gì các khu vực khác. Với phong độ hiện tại của cả đội thì giải đấu lần này là cơ hội để tụi mình chứng minh với khán giả quốc tế rằng Phong Vũ Polo là một đội tuyển mạnh. Ở chung kết thế giới vừa rồi thì tụi em đã thất bại trước Jeju một cách khá đáng tiếc. Trong giải đấu lần này, tụi em muốn đánh bại họ và có mặt trong top 4.